Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc HTC Z Butterfly 3 và trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái tùy chỉnh hay trên cái thiết bị này. Đầu tiên, mình muốn chia sẻ với các bạn những cái tùy chỉnh liên quan đến trình đọc tin tức Blinkfeed của máy. Nếu mà bạn muốn tùy chỉnh thêm bất cứ một cái tin tức của một trang nào đó, các bạn gạt sang bên phải cho mình, sau đó các bạn nhấn vào dấu cộng này, nó sẽ đưa ra chúng ta những cái lựa chọn để chúng ta có thể khoanh vùng tin tức mà chúng ta muốn đọc. Ví dụ như bạn muốn đọc tin tức về doanh nhân hay là thiết kế ô tô, giải trí, nói rất nhiều ở đây, cả gaming nữa, thì các bạn nhấn vào đó và chúng ta sẽ chọn ra một cái size nào đó để chúng ta có thể thêm vào cái giao diện Blinkfeed này rất là dễ dàng. Và bây giờ Blinkfeed đã hỗ trợ rất là nhiều ở Việt Nam rồi, chúng ta hoàn toàn có thể đọc báo tiếng Việt trên cái giao diện Blinkfeed này rất đơn giản. Ngoài việc nhấn vào dấu cộng, các bạn có thể nhấn vào cái dấu ba chấm này, sau đó chúng ta nhấn vào cái phần thêm nội dung đó, nó sẽ đưa cho chúng ta những cái này chúng ta lựa chọn. Hay là các bạn nhấn vào dấu ba chấm này, chúng ta có cái phần đó là dịch vụ và ứng dụng, thì trong này bạn cũng có thể thêm những cái lựa chọn khác, ví dụ như chúng ta cập nhật cái tin tức của bạn bè trên Facebook qua cái Blinkfeed này luôn, rất là dễ dàng đúng không? Khi mà bạn nhấn vào ba cái dấu chấm này, chúng ta còn phần xóa nội dung nữa, thì bạn hoàn toàn có thể xóa đi những cái trang mà bạn không muốn đọc nữa, hay chúng ta có thể xóa cái Facebook mà chúng ta vừa thêm vào. Đấy là trong phần tùy chỉnh của Blinkfeed. Tiếp theo thì mình muốn chia sẻ với các bạn những cái tùy chỉnh liên quan đến phím tắt khi mà chúng ta kéo thanh thông báo này xuống. Khi mà bạn kéo thanh thông báo xuống, chúng ta sẽ có các cái phím tắt để vào Wi-Fi, Bluetooth, 3G, độ sáng các kiểu linh tinh. Bây giờ bạn muốn thay đổi nó thì các bạn nhấn vào cái ô vuông này với cả một cái bút đó, thì nó sẽ ra giao diện tùy chỉnh của chúng ta. Chúng ta nhấn vào cái ba gạch này lên xuống các kiểu để tùy chọn cái nào sẽ hiển thị trước, cái nào sẽ hiển thị sau, rất là nhanh đúng không? Đó là những cái phần tùy chỉnh này. Thì trong phần cài đặt, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến cái phần cá nhân hóa. Trong phần cá nhân hóa này, các bạn đừng quên thay đổi cái chủ đề của cái chiếc máy này, hay là chúng ta hoàn toàn có thể sửa chủ đề đó theo cái sở thích của mình. Ví dụ như bạn thích một cái chủ đề mặc định này, nhưng mà bạn lại thích cái icon hay là một cái phông của cái chủ đề thứ ba này, bạn hoàn toàn có thể vác về cái chủ đề mặc định để bạn có thể sử dụng bằng cách nhấn vào dấu cộng này, sau đó chúng ta chọn và chỉnh sửa. Dưới phần điện thoại có lựa chọn là hiển thị và giao tiếp bằng cử chỉ. Trong này có rất nhiều tính năng hay bạn cần chú ý cho mình, đó là chế độ găng tay, bạn kích lên nếu mà chúng ta mùa đông và dùng găng tay thì hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này rất là bình thường. Và ở dưới nó có cái thao tác đa phương tiện. Nếu mà kích hoạt cái tính năng này lên thì bạn có thể dùng ba ngón tay đẩy lên này, chúng ta lựa chọn cái thiết bị phát, ví dụ như một chiếc loa Bluetooth chẳng hạn. Đó, nó tức là nó sẽ giúp chúng ta rút ngắn cái thời gian giữa cái việc chúng ta chọn thiết bị để phát cái nội dung đa phương tiện của cái chiếc máy này. Ở dưới chúng ta có cái tính năng đó là kích hoạt thông minh. Bạn nhấn vào đây, nó có rất nhiều những tính năng hay ở trong này, bao gồm 6 tính năng liền, như là chạm mà 2 lần màn hình để đánh thức này, vuốt lên để mở khóa, vuốt sang trái để khởi chạy widget, hay là vuốt sang phải để khởi chạy Blinkfeed và tăng âm lượng để khởi chạy máy ảnh. Ví dụ như mình tắt màn hình đi, mình hoàn toàn có thể nháy đúc vào màn hình để mở khóa lên, rất là hay đúng không? Đó là những phần mà bạn cần chú ý cho mình trong cái phần cử chỉ của chiếc HTC Z Butterfly 3 này. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn những cử chỉ rất là ngắn gọn trên chiếc máy này. Và bạn còn biết những cái nào nữa thì hãy chia sẻ trong phần comment phía dưới và chúng ta sẽ cùng trao đổi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.